top 5 cầu thủ giàu nhất Việt Nam lúc này, Công Phượng xuất ngoại vẫn chưa bằng một nửa của đàn anh. Lê Công Vinh. Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam đắt giá nhất, điều này thì ai cũng biết. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, mức thu nhập của tiền đạo này không chỉ cao trong giới cầu thủ, mà còn khiến cả những ngôi sao trong giới showbiz cũng phải mơ ước. Kết thúc AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam bị loại tại bán kết trước Indonesia, còn Công Vinh tuyên bố xã tử sự nghiệp thi đấu. Cho tới thời điểm nói lời chia tay, anh đã có 83 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 51 bàn, là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử của đội tuyển. Công Vinh cũng đã vượt qua đàn anh Lê Huỳnh Đức trước đây để trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất tại đấu trường AFF Cup với 15 pha làm bàn. Trong nhiều lần phát biểu gần đây, Công Vinh đều cho biết bóng đá đã đem lại cho anh rất nhiều thứ, sự nghiệp, danh tiếng và tiền bạc. Và có nhiều cơ sở để tin rằng chia sẻ trên của anh không chỉ là những lời đại bôi. Chỉ riêng góc độ tiền bạc, Công Vinh thực sự là một tỷ phú trong giới cầu thủ Việt Nam với những khoản tiền lót tay cực kỳ lớn sau mỗi lần chuyển đổi câu lạc bộ. Hãy lần lại thương vụ chuyển nhượng đầu tiên của Lê Công Vinh khi anh chia tay câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để chuyển tới Hà Nội T&T vào hồi đầu năm 2008. Mức phí lót tay của ông bầu Đỗ Quang Hiển phải chi cho anh lên tới hơn 7 tỷ đồng. Theo các nguồn tin rò rỉ ra ngoài, đây là một con số kỷ lục ở thời điểm nói trên. Công Vinh đồng thời được hưởng mức lương thuộc hàng top ở Hà Nội T&T được cho là không dưới 50 triệu đồng trên một tháng. Lương, thưởng của đội bóng thủ đô ở thời điểm trên cũng đều cao chót vót so với nhiều đội bóng khác ở giải V-League. Sau 4 năm khoác áo Hà Nội T&T, mùa giải năm 2012, Công Vinh đã thực hiện cú bẻ kèo ngoạn mục để đấu quân cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội của ông bầu Nguyễn Đức Kiên. Khoản phí lót tay Công Vinh được nhận qua thương vụ này ban đầu được giữ kín, nhưng về sau, rất nhiều nguồn tin đã hé lộ, anh đã được bầu Kiên trả gần 14 tỷ đồng, kèm theo khoản lương tháng còn cao hơn cả Hà Nội T&T. Một năm sau đó, khi câu lạc bộ bóng đá Hà Nội giải thể, Lê Công Vinh trở về với đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An trong bối cảnh không được nơi nào đón nhận. Có lẽ đây là bản hợp đồng béo nhất của tiền đạo xứ Nghệ. Khi phía Sông Lam Nghệ An cho biết chỉ phải trả cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội 500 triệu đồng. Giữ băng thủ quân, Công Vinh đã có một mùa giải tỏa sáng trong màu áo của Sông Lam Nghệ An với 23 bàn thắng ở mọi đấu trường. Và khi V-League năm 2013 còn kết thúc, anh đã chuyển tới câu lạc bộ Sapporo với bản hợp đồng có thời hạn 5 tháng, kèm theo số tiền không dưới 60.000 USD, khoảng 1,2 tỷ đồng. Kết thúc V-League năm 2014, do không thỏa thuận được với Sông Lam Nghệ An về chi phí lót tay, Công Vinh đã đầu quân cho Basamex Bình Dương. Hợp đồng lần này của anh có thời hạn 3 năm, số tiền lót tay được cho là khoảng trên dưới 9 tỷ đồng. Không kể đến khoản lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng, chỉ tiếng riêng tiền chuyển nhượng, Lê Công Vinh đã bỏ túi trên dưới 30 tỷ đồng cho mỗi lần chuyển câu lạc bộ. Điều quan trọng hơn, không như nhiều cầu thủ khác tưởng sa đà vào các tệ nạn hoặc là thú chơi tốn kém, Lê Công Vinh cho thấy là người rất biết chi tiêu, sử dụng tiền bạc. Mỗi năm, bên cạnh hàng tỷ đồng thu nhập từ lương, thưởng và khoản tiền lót tay cầu thủ, Công Vinh còn nhận được rất nhiều những bản hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu lớn như là Honda, Coca-Cola, X-Men hay là Audi. Ngoài ra thì tiền đạo người Nghệ An còn tham gia vào các hoạt động thể thao lớn nhỏ được tổ chức bởi những nhãn hàng như Heineken hay là Milo. Đấy là chưa kể, bà xã của Lê Công Vinh, ca sĩ Thủy Tiên, cũng có mức thu nhập rất cao trong giới ca hát. Anh và vợ từng được ví như cặp đôi Victoria Beckham của Việt Nam. Với mức thu nhập này, mỗi năm gia tài của Công Vinh lại tăng lên không dưới con số chục tỷ. Đó là chưa kể tới những gì anh đã tích góp được từ những năm trước đây. Sự giàu có của Công Vinh được thể hiện khá rõ ràng qua cách tiêu tiền bạo tay của cầu thủ này. Vào tháng 4 vừa qua, Lê Công Vinh từng gây xôn xao khi tặng vợ mình một chiếc Audi A8 mới nhất với giá trị khoảng 8 tỷ đồng. Chiếc xe này không phải là món quà đắt tiền đầu tiên mà Lê Công Vinh tặng cho bà xã của mình. Chàng tiền đạo này từng tặng cho vợ rất nhiều món khác có giá trị. Chưa hết, ngôi biệt thự với diện tích 300m² mà Công Vinh đang sở hữu cũng là một tổ ấm mà bất cứ ai cũng phải mơ ước với giá trị lên tới 22 tỷ đồng. Bộ sưu tập đồng hồ của Lê Công Vinh có giá trị khủng, toàn trên dưới 300 triệu đồng. Khi tuyên bố xã tử sự nghiệp sân cỏ, Lê Công Vinh đã có một gia tài đầy đủ với vợ đẹp con khôn cùng với một khối tài sản vững chắc. Anh được nhiều người yêu mến, nhưng số người bất mãn cũng không ít. Giữa làn ranh giới yêu và ghét, người ta cũng phải thừa nhận rằng anh là một phần của lịch sử bóng đá Việt Nam. Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết. Anh hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội T&T.
Anh và con gái của Bầu Hiền kết hôn năm 2011 và sống hạnh phúc trong khối gia sản khổng lồ từ đó cho đến bây giờ. Không một fan hâm mộ bóng đá nào là không biết câu chuyện tình lãng mạn của Văn Quyết với cô tiểu thư xinh đẹp Huyền My. Cô vốn là một doanh nhân thành đạt, thừa kế khối gia sản khổng lồ của Bầu Hiền. Hiện nay, không tính các khoản lương thưởng, thu nhập của Văn Quyết thi đấu cho Hà Nội T&T cũng lên đến vài trăm triệu đồng trên một tháng. Nếu như tính cả những khoản lót tay hay là hoa hồng, đến từ việc anh có phong độ tốt, các hợp đồng tài trợ quảng cáo, tính tổng sơ sơ, số tiền mà Quyết nhận được cũng phải lên đến tiền tỷ. Chưa bàn đến chuyện xuất thân của Văn Quyết cũng thuộc hàng khá giả bậc nhất. Gia đình của anh làm nghề buôn bán gỗ. Ngay từ nhỏ, anh đã không phải bận tâm quá nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền. Cầu thủ Nguyễn Anh Đức. Là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam, anh đã cùng với lứa những Phan Thanh Bình, Công Vinh, Văn Quyến. Anh Đức sở hữu khối tài sản tiền tỷ. Lương thi đấu của anh Đức khi thi đấu cho Basamex Bình Dương cũng lên đến hàng trăm triệu đồng trên một tháng. Nói về việc kinh doanh đồ thể thao của các cầu thủ bóng đá Việt Nam, không ai có thể vượt qua được tiền đạo anh Đức của Basamex Bình Dương. Thậm chí nhiều người còn đồn đoán anh Đức là cầu thủ giàu có nhất làng bóng đá Việt Nam từ kinh doanh riêng. Hiện tại, chân sút số 1 Việt Nam đang là ông chủ kinh doanh mặt hàng dụng cụ thể dục thể thao với thương hiệu AD Sport theo tên của anh Đức. Anh đã chính thức bước vào con đường kinh doanh từ năm 2008. Ban đầu chỉ là việc nhập đồ thể thao về và bán tại cửa hàng. Sau đó, anh Đức đã mạnh dạn đầu tư xưởng sản xuất giày và may mặc quần áo thể thao. Cho đến nay, tiền đạo này đã có 3 cửa hàng lớn tại Bình Dương và sản phẩm của anh đã có mặt ở khắp 40 tỉnh thành trên cả nước. Doanh thu mỗi tháng của anh Đức là khoảng 2,2 tỷ đồng, một con số mà các cầu thủ nổi tiếng nhất của Việt Nam kiếm tiền bằng bóng đá cũng phải mơ ước. Trong quãng thời gian đi đá bóng, anh Đức cũng kiếm về hơn 20 tỷ đồng từ sự nghiệp trên sân cỏ. Đây là một trong những cầu thủ có kinh tế vững vàng nhất của làng bóng đá Việt Nam. Trong giới cầu thủ bóng đá, khá nhiều cầu thủ mở shop bán đồ thể thao. Tuy nhiên, để thành công thì không phải là ai cũng làm được. Anh Đức chính là một trong số ít những ông chủ thành công trong lĩnh vực này. Cầu thủ Công Phượng. Tờ Daily Times của UAE đã đưa ra một chi tiết rất thú vị về Công Phượng. Họ cho rằng tiền đạo xứ Nghệ là thành quả của một quá trình đầu tư phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam. Đây là cầu thủ sinh ra tại một vùng quê nghèo, nhưng hiện là một trong những cầu thủ bóng đá giàu nhất của quốc gia này. Daily Times đã viết về tiền đạo 24 tuổi của Việt Nam. Hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào về thu nhập của Công Phượng, nhưng sau thành công của AFF Cup 2018, theo danh sách của Fox Sports, tiền đạo Công Phượng trong 21 lần ra sân trong áo của tuyển quốc gia, cầu thủ xứ Nghệ đã ghi 5 bàn, hiệu suất 0,24 bàn trên một trận. Sau thành công của U23 châu Á, Công Phượng đã được câu lạc bộ Buriram Sirtut Thái Lan định giá là 70 tỷ đồng. Tuy hiện tại là chỉ ngồi dự bị tại câu lạc bộ Incheon của Hàn Quốc và sau đó là câu lạc bộ STVV của Bỉ. Tuy nhiên, tiền lương mà Công Phượng nhận được lên tới cả trăm triệu đồng trên hàng tháng. Kèm với đó là mức đãi ngộ trên trời, được cấp nhà, cấp xe riêng tiện nghi và hiện đại. Bên cạnh sự nghiệp bóng đá, Công Phượng cũng bắt đầu thử sức trong lĩnh vực kinh doanh khi mở quán bán cà phê mang chính tên của mình tại Pleiku, Gia Lai khi mới bước sang tuổi 22. Đây cũng là nơi mà anh thường tụ tập bạn bè và gặp gỡ những người hâm mộ bóng đá sau những giờ luyện tập, thi đấu bận rộn. Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, Công Phượng rất ý thức được việc giúp đỡ cha mẹ về mặt kinh tế. Sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, CP10 đã để dành được một số tiền lớn cùng bố mẹ xây lại căn nhà mới khang trang. Với rất nhiều thành công cùng với bóng đá Việt Nam, không thể phủ nhận, Công Phượng chính là một phần không thể thiếu trong lịch sử nước nhà. Tuy tình hình hiện tại đang vô cùng khó khăn khi Công Phượng liên tục phải ngồi dự bị tại STVV, nhưng tin chắc rằng với tài năng thiên phú cùng với ý chí cuột cường, Công Phượng sẽ sớm ngày lật ngược tình thế. Một lần nữa mang về vinh quang cho đội tuyển huấn luyện viên Park Hang-seo nói riêng và Việt Nam nói chung. Cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Vẫn được biết đến với cái tên Nguyễn Tuấn Anh, một tài năng bạc phận của bóng đá Việt Nam, anh được mệnh danh là tiểu Moric với đôi chân pha lê. Suốt sự nghiệp của Tuấn Anh cho đến lúc này là những chấn thương triền miên khiến cho cậu không thể cống hiến được nhiều trong màu áo của đội tuyển. Thế nhưng ngoài cuộc sống, Tuấn Anh không phải là mẫu người quá thiếu thốn về vấn đề tài chính. Thậm chí, gia thế của anh còn thuộc dòng có điều kiện nhất ở đất Thái Bình. Cậu ấm của Hoàng Anh Gia Lai sinh trưởng trong một gia đình có học thức. Bố của cậu vốn là một giám đốc của bệnh viện đa khoa thành phố. Mẹ là một công chức của một ngân hàng. Chị gái hoạt động trong lĩnh vực của mẹ ở đất thủ đô.
Ngay từ khi còn nhỏ, cậu nhóc Tuấn Anh đã không phải đặt nặng vấn đề cơm áo gạo tiền như là bao người khác. Anh chỉ việc đá bóng, còn thế giới thì đã có gia đình lo. Tuấn Anh luôn được tạo điều kiện hết mình với những ngày tháng với trái bóng tròn. Tuấn Anh chính là một trong những lứa thế hệ đầu tiên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal Simmerger lọt vào danh sách U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới chỉ 20 tuổi.